vậy. Mùa hè thật là nóng nực, chúng ta hãy cùng nhau làm một ly lá chanh nha. Các nguyên liệu gồm có đường, muối, chanh, đá và cuối cùng là nước. Đầu tiên chúng ta cho đường vô và 2 muỗng canh đường. Sau đó chúng ta sẽ cho 3/4 trái chanh vô. Sau khi vắt chanh, chúng ta chanh thêm một xíu muối. Một xíu muối như vậy các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cho nước vô. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng muỗng quậy đều lên cho nó tan hết đường nha. Không biết chừng nào nó mới tan đi ta. Sau khi đường tan thì chúng ta sẽ bỏ đá vô. Và chúng ta sẽ quậy lên để cho thành một ly nước chanh thật là ngon nha. Bây giờ mình sẽ nếm thử để xem coi nó có ngon không nha. Wow, tuyệt quá. Mời các bạn cùng uống nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau nhé. Hãy đăng ký để theo dõi các video mới nha các bạn. Thank you.